안녕하세요, 여러분. Ren입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tự học bảng chữ cái tiếng Hàn và cách ghép chữ cơ bản. Phần này mình sẽ chia ra làm hai video clip. Một đó là sẽ nói về bảng chữ cái tiếng Hàn cùng với phụ âm đơn, nguyên âm đơn và cách ghép chữ cơ bản. Và phần thứ hai sẽ nói về phụ âm kép, nguyên âm kép và cách ghép chữ cơ bản. Nè, 지금 시작합시다. 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Nè, 지금 시작합시다. Bây giờ mình bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên, mình sẽ đi vào phần giới thiệu chung. Phần giới thiệu chung, mình sẽ giới thiệu sơ lược về lịch sử của tiếng Hàn nha mọi người. Đầu tiên, Vua Sejong đã sáng lập ra tiếng Hàn vào năm 1443. Thì trước khi mà trước năm 1443, người Hàn đã sử dụng hệ thống tiếng Hán, tức là tiếng Trung Quốc để viết. Tuy nhiên, tiếng Hán rất là khó và không có lột tả được hết cái ý nghĩa, cái tâm ý, cái điều mà người Hàn muốn nói. Nên là người ta đã gặp nhiều khó khăn. Cùng với cái khó khăn lớn tiếp theo đó là chữ Hán rất là khó. Người dân bình thường không thể học được chữ Hán, mà chỉ những cái người nào mà có học, ăn học nhiều thì mới học và viết được tiếng Hán thôi. Nên điều này cũng là một điều rất là khó khăn. Để nắm được những cái khó khăn đó cùng với cái tinh thần mà tự tôn của dân tộc và khẳng định cái tính độc lập về văn hóa của mình, thì vào năm 1443, vua Sejong, tức là vị vua thứ tư của vương quốc Sejong thời đó, đó, cùng với các vị học giả của thời kỳ mình, ông đã sáng tập ra tiếng Hàn với tên gọi ban đầu của nó là Huấn Dân Chính Âm, tức là có nghĩa là dạy cho dân cách viết đúng, cách viết đúng đó mọi người. Và ngày nay thì người ta gọi là Hangin, Hangin. Nè, và để kỷ niệm cái sự mà thành lập của tiếng Hàn thì người Hàn đã chọn ngày 9 tháng 10 là ngày tiếng Hàn, tức là ngày Hangul. Hangul. Cái ngày này thì là ngày lịch đỏ ở bên Hàn Quốc này, thì tới ngày này thì toàn dân sẽ được nghỉ, không có đi làm. Nè, mình sẽ đi vào hệ thống tiếng Hàn. Hệ thống tiếng Hàn thì gồm có 40 ký tự, chỉ có 40 ký tự thôi. Và cái hệ thống này sẽ được gọi là Hangul, Hangul. Ngày nay thì người ta gọi là Hangul là cái chữ ở trên này nha mọi người. Hangul. Và trong 40 ký tự này á, người ta sẽ chia ra làm nguyên âm và phụ âm. 40 ký tự sẽ có 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Nè. Trong 21 nguyên âm thì mình lại chia ra làm nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Nè. Nguyên âm đơn là những nguyên âm chỉ riêng lẻ thôi, nó sẽ có 10 nguyên âm đơn. Và những nguyên âm mà đôi, tức là gồm có 2 âm, đó là nguyên âm đôi, thì gồm có 11 nguyên âm đôi. Còn phần phụ âm thì mình sẽ có 14 phụ âm đơn. Những cái phụ âm đơn là 14 cái, và phụ âm đôi, tức là hai cái nó ghép lại thì sẽ có 5 phụ âm đôi. Tổng cộng mình có 40 ký tự nguyên âm và phụ âm, 40 cái. Thì hôm nay mình sẽ đi vào hai cái này thôi. Tức là đi vào cái đơn nha mọi người. 10 nguyên âm đơn và 14 phụ âm đơn. Nè. Thì 10 nguyên âm đơn và 14 phụ âm đơn như thế nào thì chút nữa mình sẽ học ha. Trước khi mình đi vô bài thì còn một cái quan trọng nữa, đó là tiếng Hàn là từ tượng hình. Từ tượng hình và nó có ba cái biểu tượng đặc trưng, đó là trời, đất và con người. Trời ở trong tiếng Hàn á, mình sẽ thấy có những chữ mà nó có cái hình vòng tròn thì nó là biểu tượng của trời. Nè, hồi ngày xưa mình có học, ngày xưa thì không phải là vòng tròn như vậy mà nó chỉ là một chấm nhỏ thôi, nhưng bây giờ nó thành vòng tròn này ha. Đó là biểu tượng của trời. Còn biểu tượng của đất, biểu tượng của đất á, thì mình sẽ có những cái từ nào mà có cái từ gạch ngang gì nè. Những cái gạch ngang trong cái tiếng Hàn nó gọi là biểu tượng của đất ha. Cái nền đất là nằm ngang nên là nó gạch ngang. Tiếp theo, con người. Con người thì nó sẽ là ký tự đứng ha. Nè, vậy thì trong cái chữ tiếng Hàn nó sẽ bao gồm ba cái ký tự này. Tất cả các chữ hầu như đều được, tất cả đều được cấu tạo bởi một trong những cái chữ như thế này ha. Nên là mình sẽ hình dung ra đây là chữ tượng hình và nó có cái những cái biểu tượng như thế này ha. Những cái biểu tượng đặc trưng. Nè, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi vào bài cho mọi người. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ lược về bảng chữ cái tiếng Hàn. Bảng chữ cái tiếng Hàn như hồi nãy mình có giới thiệu là nó có 40 âm tiết. Nè, những âm tiết này
Ở đây mình có phiên âm ra chữ Latin, tức là ra tiếng Việt của mình á, cho nó dễ đọc ha. Nè, đầu tiên nó sẽ là chữ cờ. Tiếp theo là n. Tiếp theo mình sẽ đọc ở dưới này ha, đờ hoặc là tờ. Tiếp theo rl, m, b, p, s, ng, t, t, k, k, cái này là k ha, t, p, h. Đó, nó có cái hệ thống như vậy. Mà hôm nay á thì mình sẽ học, chỉ có học những cái phụ âm thôi. Phụ âm mình sẽ có trên này ha. Phụ âm đơn là mình có cái phần ở trên này nè, còn ở dưới này là phụ âm kép đó. Ở phần dưới này là phụ âm kép có 5 cái. Nguyên âm mình sẽ học nguyên âm đơn là phần trên này ha. Rồi, nguyên âm kép là ở dưới đây. Ngày hôm nay mình sẽ học cái phần này và cái phần này thôi ha. Nè, vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu vô bài nha mọi người. Rất là đơn giản, mọi người cứ làm theo mình là sẽ làm được thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua vào nguyên âm đơn. Trước khi học nguyên âm đơn thì nguyên âm đơn nó có một cái quy tắc nho nhỏ để cho mọi người dễ dễ hình dung, nên mình đã làm ra cái này thôi ha. Nguyên âm đơn sẽ gồm có hai dạng. Thứ nhất là nguyên âm đứng. Nguyên âm đứng là sao? Hồi nãy mình có nói mọi người á, biểu tượng của tiếng Hàn là có trời nè, đất nè và con người nè. Nguyên âm đứng á, là những cái nguyên âm mà nó có cái thanh dài nhất của nó là cái thanh biểu hiện của con người á, cái thanh đứng vậy nè. Nó gọi là nguyên âm đứng. Cái thanh nào dài nhất đứng thì mình gọi là nguyên âm đứng. Rồi, tương tự vậy thì nguyên ai, cho mình nhớ. Nguyên âm ngang. Nguyên âm ngang là sao? Nói ngang là mình đã hình dung tới là nó nằm ngang, tức là hồi nãy mình có đất nè, nằm ngang. Thì đó, những cái nào mà có cái thanh dài nhất là thanh ngang thì mình sẽ đưa vào cái dạng là nguyên âm ngang ha. Vậy nguyên âm đứng và nguyên âm ngang nó như thế nào thì mình đi vào bảng chữ cái nha. 10 nguyên âm đơn. Bây giờ mình đã phiên âm và cho 10 nguyên âm đơn ở đây rồi. Mình sẽ cùng nhau học cách viết và cách đọc của 10 nguyên âm đơn này nha mọi người. Đầu tiên số 1. Mình sẽ ghi số ở bên này nha. Số 1 là chữ A. Chữ A ở bên này. A. A. Mình sẽ không đọc A như Việt Nam mà mình sẽ đọc từ trong cổ mình đưa ra. Mở miệng ra a a a nè. Và chữ này được viết như sau, đây là cái chữ mẫu ha. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn coi một cái đường thẳng đi từ trên xuống dưới, sau đó ở giữa đường thẳng bạn vẽ một cái đường nhỏ qua bên phía tay phải đó, nó ra chữ a a a. Tiếp theo là chữ phát sinh ra từ chữ a, nó là chữ giờ. Giờ nó sẽ phát sinh nên là nó sẽ giống cái chữ A của mình. Chữ số 2 mình sẽ viết ở bên này nha, số 2. Đó. Chữ phát sinh đầu tiên mình cũng có một gạch đứng từ trên xuống dưới. Cái viết của mình nó không nghe lời, nó hơi cái đường nó méo méo. Nè, ở giữa gạch đứng mình sẽ viết thêm hai gạch nhỏ từ trái sang phải ha, hai gạch nhỏ. Đó. Nó thành chữ già. Già. Tiếp theo chữ số 3. Chữ số 3 là mình có chữ o. O. Có nhiều người sẽ đọc chữ này là chữ ơ. Chữ ơ. Tuy nhiên là mình sẽ học theo cái cách chuẩn là mình sẽ đọc thành chữ o nha các bạn. Chữ o mình sẽ viết ngược lại với chữ a, tức là mình sẽ viết một gạch nhỏ ở giữa trước, sau đó gạch đứng từ trên xuống dưới. Đó là chữ o. O. Tiếp theo, chữ phát sinh ra từ chữ O thì mình sẽ có chữ do. Chữ số 4 là chữ do. Chữ do thì mình cũng giống như chữ O thôi, mình sẽ viết lại chữ O và thêm một gạch nữa, tức là mình thêm hai gạch nhỏ ở đây và mình có một gạch đứng, là mình sẽ có chữ do. Do. Nè, mình sẽ có số 5. Số 5 là chữ U. Chữ U. Không phải là chữ ô của mình ha, mà là U. Cái miệng mình phải đưa ra ngoài một chút chứ không phải ô. Ở Việt Nam mình ô rất là thoải mái, nhưng mà tiếng Hàn là U, là phải đưa U, khẩu hình miệng là chữ U ha. U. Chữ ô thì mình sẽ có cách viết như sau, một gạch nhỏ từ trên xuống dưới. Sau đó mình sẽ viết một gạch ngang đỡ lấy cái gạch nhỏ này. Đó, nó là chữ U. U.
Nè, tiếp theo phát sinh từ chữ ô, tức là từ chữ ô sinh ra mình sẽ có chữ dù. Dù, các bạn hay nghe người Hàn Quốc sao đang nghe dù thì là chữ u này ha. Đó là chữ số 6 của mình. Đó là chữ dù. Chữ vô sẽ phát sinh ra từ chữ ô. Chữ ô chỉ có một gạch ở trên thôi, chữ vô nó sẽ thêm một gạch nữa, đó là hai gạch. Mình sẽ vẽ hai gạch từ trên xuống dưới hai gạch. Sau đó mình vẽ một cái gạch ngang, mình đỡ lấy chữ ô. Đỡ lấy hai cái gạch kia thì mình sẽ đọc là dù. Dù. Nè, mình đã học được 6 chữ rồi, mới đây mình đã học được 6 chữ rồi. Tiếp chữ số 7. Nè, ký tự số 7. Mình sẽ có chữ u. U. U của mình á thì nó lại bẻ ngược lại so với chữ ô. Tức là mình sẽ vẽ một gạch ngang từ trái sang phải trước. Sau đó ở giữa cái gạch ngang á, mình sẽ vẽ một gạch thẳng xuống dưới, bên dưới. Đó là chữ u. U, chữ u ha. Để phát sinh từ chữ u thì mình sẽ có chữ u. U, u. Chữ số 8 là chữ u. Thì mình cứ vẽ chữ u xong, mình vẽ một gạch ngang ra giống như chữ U. Sau đó mình vẽ hai gạch nhỏ ở bên dưới cho nó cân cân chút ha. Rồi, đó là chữ U. U. Rồi, tiếp theo, chữ thứ 9 là chữ khá dễ. Đó là chữ Ư. Ư của Việt Nam mình thôi, Ư. Ư thì mình chỉ vẽ một gạch ngang từ trái sang phải là xong chữ Ư. Cuối cùng, số 10. Số 10 trong nguyên âm đơn là mình sẽ có chữ Y. Y. Chữ Y á thì là một gạch đứng thôi, từ trên xuống dưới. Xong, chữ Y. Nè, vậy là mình đã học xong 10 nguyên âm đơn rồi đó mọi người. Mình sẽ đọc lại một lần nữa để cho mọi người cùng đọc theo nha. Nè, và để nhớ cái phần này ha. A. A. Ya. Ya. O. O. Yo. Yo. U. U, 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 ư, ư, y, y. Nè, bây giờ là mình đã xong 10 nguyên âm đơn rồi. Nhưng hồi nãy mình có nói với mọi người á là nguyên âm nó sẽ gồm có nguyên âm đứng và nguyên âm ngang. Vậy bây giờ mình sẽ phân biệt ra cái nào là nguyên âm đứng, cái nào là nguyên âm ngang nha các bạn. Thì các bạn cứ bình thường để mình chia ra cái này để khi mà các bạn ghép âm á, nó sẽ dễ dàng hơn ha. Nguyên âm đứng là những nguyên âm mà có cái gạch dài nhất là gạch đứng. Thì các bạn cứ coi cái nào có gạch dài nhất là gạch đứng thì các bạn mặc định nó là nguyên âm đứng ha. Đầu tiên chữ A cái gạch dài nhất của nó là đứng nè. Gạch dài nhất là gạch từ trên xuống dưới đứng nè. Là nguyên âm đứng ha. Chữ da tương tự. Chữ A đứng thì chữ da phải đứng luôn vì nó là chữ phát sinh nha. Tiếp tục chữ O. Chữ O, chữ O là cái gạch dài nhất của nó là gạch đứng thì mình sẽ cho nó là nguyên âm đứng. Chữ do tương tự sẽ là nguyên âm đứng. Nè, tiếp tục mình sẽ có chữ U. Chữ U cái gạch dài nhất của nó là gạch ngang. Cái nào nằm ngang thì mình làm nguyên âm ngang. Nguyên âm ngang thì chữ U là nằm ngang nên là nó là nguyên âm ngang. Tiếp tục chữ vô. Chữ vô, chữ vô là chữ phát sinh từ chữ U nên nó sẽ là nguyên âm ngang luôn. Tiếp tục chữ U. Chữ U gạch dài nhất của nó là gạch nằm ngang. Gạch này nằm ngang, mình sẽ cho nó là nguyên âm ngang. Tiếp theo chữ U. Chữ U là phát sinh từ chữ U nên là nó sẽ là nguyên âm ngang luôn. Tiếp tục chữ Ư. Chữ Ư cái gạch dài nhất của nó là chữ nằm ngang nên nó là nguyên âm ngang. Chữ Y. Chữ Y nó là từ trên xuống dưới, nó là một gạch đứng nên nó sẽ là nguyên âm đứng. Vậy mình tóm lại, trong 10 nguyên âm thì sẽ có 5 nguyên âm ngang. Đây có 5 nguyên âm ngang và 5 nguyên âm đứng ha. Nè, a, da, o, dò là ngang. Với lại là đứng, xí lộn, là đứng với lại chữ y nó là đứng là mình có 5 cái. Còn cái này ngang là u, u và ư. Đó, các bạn hình dung cho mình như vậy là được ha. Nè, vậy thì mình sẽ đi tiếp bài nha. Rồi, sau nguyên âm mình sẽ đi qua phần phụ âm. Phần phụ âm sẽ có hơi khó khó hơn so với phần nguyên âm ha. Tuy nhiên nó cũng không có phải là gì là phức tạp lắm. Một ngày mình có thể học được cái bảng chữ cái nguyên âm và phụ âm này ha. Nè, vậy thì mình sẽ đi qua 14 phụ âm như sau. Mình sẽ đọc từ trên xuống dưới nha mọi người. Số 1. Số 1 mình có chữ cờ. 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 Nó sẽ là chữ nằm giữa chữ K và chữ G. Mình sẽ đọc là cờ. Cờ.
Cờ. Đọc một mình thì nó hơi khó, nhưng mà khi đưa vào chữ nó sẽ rất là dễ, mọi người không có gì phải lo lắng. Nè, chữ này gặp là cờ. Cờ. Rồi, chữ này được viết như sau. Nó là một góc 90 độ thì các bạn vẽ bình thường thôi. Một gạch nhỏ từ trái sang phải. Rồi, tiếp tục từ trên xuống dưới. À, chẳng không anh nhớ. Trên xuống dưới là xong. Trái sang phải, trên xuống dưới. Rồi, một góc 90 độ phía trên. Xong. Chữ cờ. Cờ. Chữ thứ hai. Nó là một góc 90 độ luôn nhưng mà nó nằm ở phía bên dưới. Nó là chữ N. N. Chữ N được viết như sau. Một đường thẳng nhỏ từ trên xuống dưới và một đường thẳng nữa từ trái sang phải. Đó là chữ N. N. Nha. Chữ này thì đọc chữ N giống Việt Nam mình thôi, N. Tiếp theo, số 3, chữ số 3 đọc là chữ tờ. Tờ, mình đọc bằng cái đầu lưỡi ha các bạn. Tờ. Tờ. Nè, chữ tờ thì làm rất là đơn giản nữa, đó là một gạch nhỏ từ trái sang phải nằm ngang nè. Sau đó mình nối từ trên xuống dưới một gạch nhỏ nữa nè. Chẳng cần mình nhớ bị gì vậy. Rồi sau đó mình vẽ thêm một cái gạch ngang nữa song song với cái gạch đầu tiên mình mới vẽ. Đó, nó ra chữ tờ. Nó đâu mất gạch rồi. Ông nội ơi, đó, ra chữ tờ. Chữ này đọc là tờ bình thường như tiếng Việt của mình chữ tờ thôi. Nhưng mà mình nhớ là đọc bằng đầu lưỡi ha. Tờ. Tờ. Nè. Tiếp theo mình sẽ có phụ âm số 4. Số 4 mình sẽ có chữ là R. Chữ này mình đọc là R ha. Khi nó nằm ở đầu thì mình đọc là R. Khi nó nằm ở cuối thì mình đọc là L. Chút nữa thì mình sẽ đi vào cái trường hợp đọc ha. Bây giờ mình chỉ biết là chữ này. Cái chữ có cái ký hiệu này đọc là R. R. Các bạn cứ đọc là R cho mình trước nha. Rồi, chữ này sẽ được viết như sau. Các bạn sẽ viết cho mình một đường thẳng nằm ngang. Sau đó mình nối xuống một cái nét nhỏ xuống. Dọc xuống. Tiếp tục. Một cái đường thẳng song song với cái gạch đầu tiên. Ai, xin chớ. Đó. Đường thẳng song song với gạch đầu tiên. Sau đó mình lại đi xuống từ trên xuống dưới một cái đường nhỏ. Và tiếp tục mình sẽ có một cái đường ngang với cái đường thứ ba mình đã vẽ. Đó, nó ra cái chữ giống như là cái hình bát quái vậy đó. Để cái chữ này được gọi là chữ R. R. R hoặc là L. L. L, giống tiếng Việt mình thôi, R và L. Nè. Số 5. Số 5 là một chữ khá dễ luôn. Khá dễ. Nè. Chữ này gặp là chữ M. Chữ M. Nè, ở trên này mình có chữ N là nó có nửa hình vuông. Thì chữ M nó có tới hai nét, tức là hai chữ N thì thành chữ M nên là nó sẽ là nguyên hình vuông luôn. Chữ M nó sẽ là nguyên hình vuông, chữ N là nửa hình vuông ha. Nè. Vậy thì bình thường thôi. Nguyên hình vuông nên mình cứ vẽ hình vuông là được. Đó, bốn góc bằng nhau. Xong. M. M. Bặm môi và đọc M nha các bạn. M. M. Nhẹ nhàng thôi. Nè. Tiếp theo. Số 6. Số 6 mình sẽ có chữ P. P. P không phải như là bờ của Việt Nam bình thường mà nó bặm môi và đọc thật là đàng hoàng. P. 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 Bặm môi bật ra nha các bạn. P. P. Rồi, chữ bờ này thì viết cũng khá đơn giản. Khi mà nhìn thì mình thấy hơi hơi không biết viết từ đâu. Nhưng mà mình cứ làm như theo. Các bạn cứ làm như mình là xong. Hai gạch song song. Một gạch thẳng từ trên xuống dưới. Xong rồi vẽ một gạch thẳng nữa song song với nó. À da, viết chữ hơi xấu nha. Mọi người thông cảm ha. Rồi, các bạn sẽ nối ở giữa ở đây. Mình viết một gạch ở giữa đây cho nó thành chữ hờ của Việt Nam mình đó các bạn. Rồi xong, nó thành chữ hờ rồi. Rồi các bạn nối cái đít nó lại nữa. Một gạch ngang nối cái đít của cái chữ này lại nữa, nó thành chữ bờ. 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 Nè, chữ bờ này thì đọc cũng vậy thôi, cũng không có gì khó lắm. Nè, tiếp theo, số 7, số 7 mình sẽ có chữ sờ. 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 Cái chữ này nó sẽ hơi gió gió ha các bạn. Sờ. Sờ. Chữ sờ này thì các bạn cứ hình dung như ở Việt Nam mình hay viết cái chữ người á, mà khi mà các bạn đi cái thời học sinh mình hay viết cái là viết tắt á. Viết tắt nó cái dạng gì nè các bạn. Mình viết trên chỗ này nha. Cái dạng gì nè. Đó. Thì tiếng Hàn mình cứ viết y cái dạng này là sẽ ra chữ sờ. Tức là sao? Mình sẽ có một đường thẳng xéo xéo. Từ đường thẳng xéo. Từ trên xuống dưới. Và ở giữa cái đường này mình đánh một cái đường ra. Giống như là cái chân vậy đó. Cái chân có cái chân vậy đó. Chữ nhân, chữ người của tiếng Trung Quốc kiểu vậy đó. Chữ này đọc là chữ sờ ha. Sờ. Sờ.
Tiếp theo, mình đã có 7 chữ rồi, đã đi được một nửa đoạn đường của phụ âm đơn rồi. Mình còn nửa đoạn đường nữa, làm luôn đi mọi người ha. Số 8. Số 8 là một chữ siêu dễ luôn. Siêu dễ. Nè, nó là một vòng tròn thôi. Hồi nãy mình có nói là tiếng Hàn là chữ tượng hình á, người, trời đất và người á, thì cái vòng tròn này nó là trời đó mọi người. Nè, thì bây giờ thì cứ vòng tròn thì các bạn cứ quanh vòng tròn cho mình là xong. Khoanh vòng. Nè, đây đọc là chữ ngờ. Chữ ngờ. Tuy nhiên nó có cái trường hợp đặc biệt là chút nữa vô ghép cái âm á, thì các bạn sẽ hình dung rõ hơn. Tuy nhiên mình sẽ nói là chữ ngờ khi đứng ở vị trí đầu nó sẽ không đọc, và đứng ở vị trí cuối nó mới được đọc là ngờ. Ví dụ như là tiếng Việt mình á, có chữ lan vậy đó. Đó, nó nằm ở cái vị trí cuối này thì mình mới là đọc là ngờ. Còn khi mà nó đứng vị trí, ví dụ như nó đứng vị trí ngang, ví dụ chữ ngang vậy đi, thì mình sẽ không, nó nằm chữ ngờ đầu tiên này mình sẽ không đọc, mà mình sẽ đọc là an thôi. Nè, các bạn cứ hình dung như vậy, rồi chút nữa mình vô chữ thì mình sẽ rõ hơn ha. Nè, số 8 là chữ ngờ. Ngờ. Nè, số ngờ của Việt Nam thôi, nghi ngờ, ngờ. Nè, số 9. Số 9 mình sẽ có là chữ thờ. Chờ. Chữ chờ, chữ chờ giống của Việt Nam mình á là chờ, nhưng mà nó không có phải là y như Việt Nam. Việt Nam mình chữ chờ nói rất là bình thường. Tuy nhiên chữ chờ của Hàn Quốc nó phải xì 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 ra gió một chút ha. Mình sẽ đọc là chờ. Chờ. Chờ bình thường thôi, không có chờ nha. Chờ. Chờ. Để. Số 10. Số 10 mình sẽ có cái chữ ấy, xí lộn. Xí xí xí. Mình chưa có dạy các bạn viết cái chữ chờ này. Nè, cái chữ chờ này mình sẽ viết như sau. Mình viết bên này nha, chỗ này bôi dơ quá. Mình sẽ có một gạch ngang. Một gạch ngang, sau đó một gạch xéo xuống. Xéo xéo xuống giống cái chữ sờ hồi nãy á. Sau đó từ giữa gạch xéo mình đá ra một cái đường. Đó, tức là mình sẽ có một cái hồi nãy mình có chữ sờ là vậy đi. Nè, chữ sờ là vậy thì mình thêm cái gạch nằm ngang đây nữa, nó sẽ ra chữ chờ. 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 Nè. Tiếp theo, mình sẽ có một cái chữ giống 90% với chữ chờ. Đó là chữ chờ. Mình sẽ đọc cái chữ này nặng hơn. Nặng hơn nhé các bạn. Chờ. 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 Nặng hơn. Ngắn nhưng mà nặng hơn ha. Chờ. Bung gió ra nhiều hơn ha các bạn. Thì chữ chờ này á, nhiều người sẽ nói là chữ chờ có râu á. Nhưng mà thật sự người Hàn Quốc không nói chờ có râu mà cứ chờ. Người ta phát âm chờ và chờ nó khác nhau, nên là khi mà phát âm là người ta sẽ biết được là chữ chờ hay là chữ chờ. Đấy. Vậy thì chữ chờ này mình sẽ đọc như sau. À, mình sẽ đọc là chờ và mình sẽ viết như sau. Nè, bia nè, xin lỗi mọi người nha, nói toàn bị líu lưỡi không. Nè, chữ chờ đầu tiên là mình sẽ có một cái gạch nhỏ ở trên đầu. Sau đó mình sẽ có một cái gạch ngang. Và mình viết một cái chữ sờ, tức là mình viết một gạch chéo xuống rồi một gạch giữa từ đây mình đá ra là chữ chờ. 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 Các bạn lưu ý là ở trên này á, các bạn sẽ không có được viết cái gạch ở trên này nè, các bạn không được viết nó bằng một dấu chấm thôi ha. Chấm gì là không được ha. Các bạn phải viết một cái gạch. Các bạn có thể là các bạn viết gạch xéo qua phải, xéo qua trái đều được hết ha. Hoặc là các bạn có thể viết như mình đang viết ở đây, một gạch ngang. Sau đó các bạn viết như vậy cũng được ha. Tuy nhiên các bạn không được chấm một gạch ở chấm một chấm nhỏ nhỏ ở đây rồi các bạn viết ha. Viết như vậy là sẽ sai nguyên tắc nha các bạn. Chữ này sẽ đọc là chờ. Chờ. Nè, xong chữ thứ 10 rồi, còn bốn chữ nữa là hết rồi mọi người ơi. Số 11 của mình. 11 của mình là chữ khờ. Khờ. Khờ, khờ giống khờ khạo ở Việt Nam mình nha, khờ. Nè, chữ này thì khá đơn giản. Chữ khờ nó là sẽ giống giống với cái chữ cờ đầu tiên á, cái chữ số 1 này các bạn, cái chữ cờ, nhưng nó sẽ thêm một nét nữa thôi. Tức là mình sẽ vẽ một cái nửa của hình vuông ha, một góc 90 độ, một nửa của hình vuông từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đó mình thêm một cái gạch ở giữa đây song song với cái gạch đầu tiên mình vẽ là sẽ ra chữ khờ. Khờ. Đấy. Chữ này cũng khá đơn giản. Tiếp theo mình sẽ có chữ số 12 là chữ thờ. 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 Thờ, mình sẽ đọc bằng đầu lưỡi nha các bạn. Thờ. Thờ. Thờ, chữ thờ ở đây á nó cũng sẽ bật hơi ra nha mọi người. Chữ thờ ở đây á, nó sẽ có, mình là có tiếng Việt mình là chữ tờ với chữ hờ là thành chữ thờ. Vậy mình cứ đi tìm Hàn Quốc mình cũng đi tìm thử chữ tờ coi là nó là chữ gì nha các bạn. Tờ ở đây nè, mình sẽ có cách viết của nó là như thế này. Các bạn sẽ hình dung ra nó na ná với chữ thờ. Tức là từ một cái chữ
Tờ này mình thêm một cái gạch ở giữa nữa, nó sẽ ra là chữ thờ nè, nó cũng giống 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 nhau thôi. Tức là mình sẽ vẽ một gạch ngang, sau đó một gạch xuống, sau đó một gạch ngang là mình ra chữ tờ. Ở chữ tờ thì ở bên giữa này mình thêm một gạch nữa là nó ra chữ thờ, thờ, thờ nè. Rất là đơn giản nha mọi người, mọi người chỉ cần làm theo mình là chắc chắn là mọi người sẽ học xong cái phần này trong vòng khoảng 30 phút thôi. Nè, số 13. Số 13 mình có là chữ phờ. Phờ, nó không phải là chữ phờ của Việt Nam mà các bạn phải bặm môi bật ra nó là phờ. Phờ, các bạn bật gió ra nha các bạn, bật gió ra. Phờ. 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 Nè, chữ phờ này á mình sẽ viết rất là đơn giản, các bạn hình dung nhìn vô là các bạn thấy giống cái gì? Hai La Mã. Chữ phờ là hai La Mã thì các bạn cứ viết hai La Mã là thôi. Hai La Mã là sao? Là một gạch ngang nè, xong rồi hai gạch xuống nè, xong rồi một gạch ngang đỏ nữa, xong hai La Mã. Phờ. Phờ. Nè. Rồi mà cái chữ cuối cùng là cái chữ cũng khá dễ, đó là chữ hờ, số 14. Phụ âm cuối cùng ốc mi anh đâu mất rồi, xin cảm ơn. Tự nhiên chạy mất hết hồn. Chữ hờ, chữ cuối cùng là chữ hờ. Hờ giống Việt Nam mình thôi. Hờ. Hờ. Nè. Chữ hờ này á thì mình sẽ viết như sau. Đầu tiên là mình sẽ có hồi nãy nguyên âm của mình á, có chữ ô á. Nó giống giống như chữ ô á, các bạn sẽ viết một cái chữ ô nhỏ ở trên, tức là một gạch từ trên xuống dưới, sau đó một thanh ngang đỡ lấy cái gạch đó. Sau đó các bạn viết cho mình một chữ ngờ. Chữ ngờ của mình là gì các bạn? Ngờ của mình là một vòng tròn. Ở trên này mình có chữ ngờ là một vòng tròn, thì các bạn cho thêm một vòng tròn dưới này nữa. Là xong. Tên tên. Là xong ha. Chữ cuối cùng là chữ hờ. Hờ. Chữ hờ này á, cũng có cái nguyên tắc riêng. Đó là khi mà nó nằm ở đầu á, đầu câu. Hồi nãy á. À thôi. Nói này xong đi. Chữ hờ nằm ở đầu câu thì mình sẽ đọc là hờ. Tuy nhiên nó nằm ở cuối. Tức là nó nằm đầu ở một chữ là hờ. Còn nó nằm ở cuối của một chữ thì thường là mình sẽ không có đọc. Và mình sẽ không có đọc như thế nào thì sau này khi mình học vô bài thì mình sẽ nắm kỹ hơn ha. Nè, phần phụ âm và nguyên âm đơn tới đây là kết thúc rồi các bạn. Nè, mình sẽ đọc lại 14 phụ âm đơn một lần nữa để cho các bạn đọc theo ha. Nè, xin ta đây vô xèo, mọi người đọc theo mình ha. Đầu tiên mình sẽ nhìn bên phần tiếng Hàn, mình không nhìn đến phần tiếng Việt nha các bạn. Khi nào bạn bí lắm bạn mới nhìn phần tiếng Việt nha. Cờ. Cờ. Nờ. Nờ. Tờ. Tờ. Rờ. Rờ. Mờ. Mờ. Bờ. Bờ. Sờ. Sờ. Ngờ. Ngờ. Chờ. 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 Khờ. Khờ. Thờ. Thờ. Phờ. Phờ. Hờ. Hờ. Nè. Vậy là mình đã xong phụ âm đơn và nguyên âm đơn. Bây giờ mình sẽ qua một phần khá là quan trọng. Phần này gọi là phần ghép âm. Mọi người sẽ rất là tò mò, không biết là tiếng Hàn nó sẽ ghép như thế nào. Nhưng mà nó rất là đơn giản, giống như tiếng Việt mình thôi. Nè, xin chào khắp xin ta. Bây giờ bắt đầu nha mọi người. Ừ, đúng rồi. Rồi, ghép âm. Ghép âm hay còn gọi là thành lập từ. Tức là mình sẽ thành lập một cái từ như thế nào thì mình sẽ có một cái quy tắc nho nhỏ. Thứ nhất, từ được tạo ra từ phụ âm và nguyên âm. Hồi nãy mình mới học phụ âm đơn và nguyên âm đơn rồi, thì từ nó sẽ được tạo ra từ cái phụ âm đó và cái nguyên âm đó, nên là mình sẽ chút nữa mình sẽ đi vào chi tiết ha. Thứ hai, nó sẽ được viết từ nguyên tắc phụ nguyên phụ, viết theo cái nguyên tắc phụ nguyên phụ, tức là bắt đầu từ một từ luôn luôn là phụ âm, sau đó là nguyên âm. Thằng nguyên âm và phụ âm này là cái bắt buộc ha, và tiếp theo là phụ âm. Tức là nó sẽ có phụ âm, đầu tiên là phụ, sau đó là nguyên, sau đó là phụ. Vậy một từ tiếng Hàn có thể nè, mình chỉ có phụ nguyên thôi, hoặc là có cả phụ nguyên phụ ha. Nè, nó từ ngắn thì mình có phụ nguyên, và từ dài thì mình có cả ba thành phần, phụ nguyên phụ. Và nó được viết theo cái quy tắc, tức là để viết được cái chữ thì mình sẽ có là viết như thế nào, viết trái sang phải, trên dưới như thế nào thì mình sẽ có quy tắc viết. Tức là tiếng Hàn sẽ viết từ
trên xuống dưới, tức là viết từ trên xuống dưới, có cái gì từ trên xuống dưới thì viết từ trên dưới trước, sau đó mình sẽ viết từ trái sang phải. Đó, hồi nãy giờ mình viết cho các bạn á, mình cái từ á, cũng là từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thì các bạn cứ hình dung là từ trên xuống dưới, trái sang phải là xong. Sẽ viết theo cái nguyên tắc đó mà mình cứ nắm vững cái nguyên tắc đó mình làm là không có sai đâu đâu được hết nè. Và nó sẽ có hai trường hợp, đó là từ có hai âm tiết và từ có ba âm tiết. Hồi nãy mình có giới thiệu sơ sơ, tức là những từ ngắn là từ chỉ có phụ nguyên thôi, nó gọi là từ có hai âm tiết, hai âm. Còn những từ mà có cả phụ nguyên phụ thì nó là có ba âm tiết, thì cứ như vậy mà làm thôi. Hôm nay mình sẽ đi hết cái phần này luôn, nên các bạn đừng có lo là các bạn không biết làm ha. Nè, đi theo mình nhé. Rồi, mình có từ có hai âm tiết, tức là chỉ có phụ và nguyên thôi, thì nó sẽ chia ra làm hai cái trường hợp bé bé nữa. Nó sẽ chia ra như thế nào đây thì mình sẽ coi ha. Đó, phụ âm gặp nguyên âm đứng, phụ âm gặp nguyên âm đứng thì phụ âm sẽ nằm bên trái của nguyên âm. Phụ âm gặp nguyên âm đứng thì phụ âm sẽ nằm bên trái của nguyên âm. Tức là mình sẽ vẽ ra cho các bạn phụ âm và nguyên âm ha. Rồi, hồi nãy mình có phụ âm là n nè, b nè, c nè, ch nè, h nè, p tùm lum tùm la vậy đó. Còn cái này nè, cái này là phụ âm. Cái nguyên âm của mình là có a nè, da, o, do, u, du, u, u, ư và y. Đó, đó là nguyên âm. Thì bây giờ những cái phụ âm này nè, ở trên này nè, cái thằng này nè mà gặp nguyên âm đứng, nguyên âm đứng đây, hồi nãy mình có năm cái nguyên âm đứng, những cái nào có cái gạch dài là đứng thì là nguyên âm đứng. Đây mình có chữ a đứng nè, da đứng nè, o đứng nè, do đứng nè, rồi có chữ y đứng nè, tức là năm cái này. Khi mà phụ âm, những cái phụ âm ở bên trên này nè, phụ âm mà gặp cái thằng nguyên âm đứng ở bên dưới này thì cái phụ âm nó sẽ nằm bên trái của nguyên âm. Phải nằm bên trái của nguyên âm như thế nào thì mình thử nha. Đầu tiên mình sẽ có ví dụ. Ví dụ em mình ví dụ có chữ ng nữa đi. Đó. Nó có tới 14 chữ lận mình chưa có viết hết ha. Ví dụ đầu tiên là mình có chữ ng nó cộng với chữ a. Chữ a. Ng cộng a. Nguyên tắc của mình viết á, là phụ nguyên phụ. Nguyên tắc là phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Cái trường hợp này chỉ có phụ nguyên thôi, nên bạn cứ viết bình thường. Phụ âm trước, nguyên âm sau. Tuy nhiên, phụ âm trước này nè, mà nó gặp nguyên âm đứng, tức là gặp cái thằng A này, thì phụ âm sẽ nằm bên trái nguyên âm. Cái bên trái là cái ng thì mình viết chữ trái trước nè. Sau đó nguyên âm là chữ A, thì mình cứ viết chữ A vô đây thôi. Nó thành chữ A. Cái này đọc là A. Tại sao nó đọc là A các bạn? Nãy mình có nói sơ sơ cái phần chữ quy tắc của chữ ng. Chữ ng khi đứng ở vị trí đầu tiên, tức là vị trí phụ âm đầu tiên, phụ âm đầu, thì nó sẽ không đọc, nó sẽ là câm ha, không đọc. Khi nó đứng ở phụ âm cuối, mình có nguyên tắc phụ nguyên phụ, phụ âm cuối thì nó sẽ đọc là chữ ng. Trong trường hợp này nó sẽ đọc là a a a là chữ e ha. Rồi ví dụ mình có tiếp chữ khác đi. Ví dụ mình sẽ có cái chữ thứ hai là chữ cờ. Chữ cờ, chữ đầu tiên của các bạn chữ cái là chữ cờ. Mình sẽ cộng với, ví dụ như mình cộng với chữ da. Chữ da là cái phụ âm, cái nguyên âm đứng da này nè các bạn. Đó, thì các bạn cứ viết bình thường. Phụ âm mà gặp nguyên âm đứng thì phụ âm nằm bên trái nguyên âm, thì nằm bên trái thì viết từ trái sang phải, trái thì trước, đó là cờ. Rồi, nguyên âm là da vô đây. Mình xem là kia. Nhà mình có là chữ cờ nè. Cộng chữ da nè. Sẽ đọc là kia. Ki cởi ki a kia. 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 Tiếp tục nha. Mình sẽ có ví dụ tiếp theo là chữ n. Mà mình gặp chữ o. Phụ âm gặp nguyên âm đứng, phụ âm nằm bên trái nguyên âm thì cứ viết cho thôi. Thì là n. Trái thì viết trước, rồi tính o cứ viết vô đây thôi. Đó là n o no. No. No, no là mày đó, mày là no đó, tiếng Việt mình nói mày là no đó. No, no chocolate. Mày muốn chết à? No. Đó. Rất là đơn giản nha mọi người. Nè, phần này mọi người sẽ về và thực hành cho mình ha.
tục chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn về nhà thực hành như thế nào ha. Tiếp theo mình sẽ có thêm vài chữ nữa là chữ bờ. Chữ bờ đó mình cộng với chữ y đi, ví dụ là chữ y đi thì mình sẽ đọc như thế nào các bạn, mình viết như thế nào và đọc như thế nào. Bờ viết sao đọc vậy nha các bạn, bờ mà cộng y, bờ là phụ âm, phụ âm mà gặp nguyên âm đứng thì phụ âm nằm bên trái nguyên âm thì cứ bình thường thôi, bờ viết vô rồi cộng chữ y vô thôi thì đọc là bờ mà cộng với y là bi. Bi ca sĩ bi, bi ren của Hàn Quốc đó các bạn, mình cũng là bi nè, ren là bi đó nè. Bi 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 là mưa đó nè, rất là đơn giản đúng không các bạn. Rồi phần này thực hành á, để mình thực hành cái phần này á thì các bạn làm cho mình vậy là các bạn sẽ nhanh nhớ nè. Các bạn về các bạn kẻ cho mình một cái bảng vậy ha, một cái bảng chiều dài nó sẽ là 11 ô. Các bạn chia ra chiều ngang á, chiều ngang là 11 ô, còn chiều đứng á là khoảng 15 ô. Rồi các bạn kẻ cho mình đó, ngang đó vậy đó, xong đó. Đó các bạn cứ kẻ đúng ô cho mình ha. Xong rồi các bạn sẽ ở trên này, phần trên này, phần chữ đầu tiên các bạn bỏ, phần này các bạn sẽ ghi cái nguyên âm vô đây. A da o do, các bạn ghi hết cho mình 10 nguyên âm đơn ra đây ha. Đó, ghi hết ra đây. Tên chữ y ư gì đó ghi ra đây. Xong sau đó các bạn sẽ ghi cái hàng dọc này nè, các bạn sẽ ghi cho mình là phụ âm. Phụ âm thì bắt đầu bằng chữ c nè, n nè, t nè, m gì đó cho đến hết. Mình có 14 phụ âm mà, ghi đến hết 14 cái. Sau đó các bạn sẽ tập ghép nha. Ví dụ như là chữ mình sẽ ghép hàng dọc với hàng ngang. Tức chữ đầu nè, c gặp a là c ak. C gặp da là c cộng da là kia. C gặp o là c gặp o là c o co. C gặp do là c gặp do là c mà gặp kia, gặp do là kia. Rồi các bạn cứ làm tiếp. Tiếp theo chữ n, chữ n mình sẽ lấy cái cột này nè, cái cột mà dọc mình sẽ cộng với cái cột ngang này ha. N n gặp a là n ana. Tiếp theo n n gặp da là n cộng da là nia nia. Tiếp theo n mình sẽ cộng tiếp n gặp chữ o này thì mình cứ viết bình thường, n mà gặp chữ o thì là no. Và tiếp tục cho hết cái bảng này cho mình nè. Các bạn chỉ cần làm cái bảng này khoảng 3 bảng thôi, các bạn viết đi viết lại khoảng 3 bảng thôi là các bạn sẽ ghép chữ hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Và vừa ghép á, các bạn vừa ghép các bạn vừa đọc cho mình, giống như hồi nãy giờ mình làm c gặp a là c a k, c gặp da là c kia. Đó, các bạn cứ đọc y như vậy và ghép y như vậy, mình tin là các bạn chỉ cần ghép tới 3 bảng thôi. Bạn cứ làm vậy tới 3 bảng thôi là các bạn sẽ thuộc cái bảng này nhuần nhuyễn luôn, dùng nhuần nhuyễn luôn, viết nhuần nhuyễn luôn, đảm bảo 100%. Nè, hồi trước mình đã học như vậy đó. Rồi, bây giờ mình đi vào trường hợp đầu tiên rồi, là phụ âm gặp nguyên âm đứng. Vậy còn trường hợp thứ hai đó là phụ âm mà gặp nguyên âm ngang thì như thế nào đây? Nè, tiếp theo, phụ âm mà mình gặp nguyên âm ngang. Nguyên âm ngang là những cái nào các bạn? Hồi nãy mình có 5 nguyên âm đứng là cái những cái nguyên âm mà có cái thanh nè, thanh dài là thanh đứng là mình nguyên âm đứng nè. Đây, a, ya, o, yo, y. Rồi, những cái còn lại là nguyên âm ngang, những cái mà cái thanh dài nhất là thanh nằm ngang là nguyên âm ngang, tức là u, yu, u, yu và ư, có 5 cái ha. Thì bây giờ những cái phụ âm bên trên này nè mà nó cộng với cái nguyên âm ngang thì phụ âm sẽ nằm bên trên nguyên âm, tức là phụ âm sẽ nằm trên ở đây, còn nguyên âm nó sẽ nằm dưới ở đây. Nè, mình sẽ làm thử cho các bạn coi nha. Ví dụ mình có phụ âm ở đây, mình lấy lại một cái nào đó nha. Ví dụ mình có phụ âm là chữ chữ hờ đi. Đó, phụ âm là chữ hờ, mình muốn cộng với nguyên âm. Ấy chắc, đâu mất rồi. Mình muốn cộng với nguyên âm ngang. Nguyên âm ngang là chữ u đi. Đó, hờ cộng u. Thì phụ âm mà gặp nguyên âm ngang thì phụ âm sẽ nằm ở trên nguyên âm. Nó nằm ở trên nên nó sẽ được viết trước. Đó là mình sẽ viết ra hờ nè. Rồi, mình sẽ viết cái nguyên âm nó nằm bên dưới. Thì đó là chữ u thì mình cứ viết chữ u nằm dưới này thôi. Và mình có cách đọc là hờ mà cộng u là khu. Hờ mà u, hờ u phu. Hờ cộng u là hờ u phu. Đó, rất là đơn giản ha các bạn. Rồi, tiếp theo mình có cái từ còn lại. Cái từ khác, đó là từ
chữ chữ mình có chữ bờ đi, chữ bờ mình cộng, bây giờ mình ai cho trà nha anh, rồi mình cộng nguyên âm khác, ví dụ như là mình cộng nguyên âm là du đi, du ấy chá à, sao quế quế của nè bị ấy rồi nha, đó cái tay mình nó cứ dướng vô bàn phím hoài. Thì mình có bình thường phụ âm mà gặp nguyên âm ngang thì phụ âm nằm bên trên nguyên âm, nó nằm trên thì mình viết nó trước, chữ bờ trước, sau đó ở dưới thì mình viết chữ du vô. Rồi mình cứ bình thường bờ mà cộng với du là bờ view, view bờ ui view, mình sẽ gọi là view 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 v u nha các bạn, view 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 nè, đọc nhanh ra nó sẽ làm view 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 nè, rất là đơn giản, viết sao đọc vậy cho mình nha. Rồi tiếp theo mình sẽ thử tiếp theo cái chữ chữ là n đi, n mà mình cộng với nguyên âm, nguyên âm mình giờ mình thích là chữ ô đi, nguyên âm ô là nguyên âm ngang là chữ ô, thì phụ âm gặp nguyên âm ngang, phụ âm nằm bên trên nguyên âm thì cứ viết thằng nào trước thì viết trước, chữ trên là chữ n viết trước nè, rồi chữ ô thì mình cứ viết chữ ô xuống đây, đó là n cộng ô thì là gì các bạn, là nô bình thường thôi, n cộng ô là nô, nô ngay không dép thì nô nô nè. Đó, các bạn cứ làm như vậy và viết cái bảng ở trên này cho mình 3 lần. 3 lần ít nhất là 3 lần nha. Nếu mà 3 lần các bạn còn không nhớ nữa thì các bạn thuộc dạng là khá chậm á. Nếu mà chậm á thì mình làm thêm 2 lần nữa. 3 lần không nhớ thì làm 5 lần, nhớ liền nè. Các bạn nhớ tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ đi qua phần tiếp theo. Mình hồi nãy giờ mình làm là hai âm tiết rồi, bây giờ mình đi qua ba âm tiết coi nó như thế nào nha các bạn. Mình đi qua phần ba âm tiết, phần B nhỏ. Nè, từ có ba âm tiết thì lại đơn giản nữa nè. Từ có ba âm tiết đơn giản không có gì khó hết, tức là mình cũng có theo nguyên tắc là mình viết một từ theo nguyên tắc phụ, đầu tiên là phụ âm, tiếp theo là nguyên âm và tiếp theo là phụ âm phụ nguyên phụ, phụ nguyên phụ thì mình sẽ có, nó sẽ có ba thành phần luôn cả phụ nguyên phụ, nhưng mà mình chỉ có rối cái là cái ngang này thôi, cái nguyên âm thôi, ngang hay là đứng thôi. Đây đầu tiên là phụ âm, sau đó là nguyên âm ngang và tiếp theo là phụ âm thì mình sẽ viết từ trên xuống dưới. Phụ gặp nguyên âm ngang và phụ âm thì mình sẽ viết từ trên xuống dưới nha. Mình sẽ viết lại cho các bạn cái bảng chữ cái ở trên này nha các bạn. Đầu tiên, phụ âm. Phụ âm thì mình sẽ có n nè, b nè, c nè, s nè, t nè, h nè, vân 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 vân. Còn nguyên âm thì mình sẽ có là nguyên âm thì có ngang và đứng. Nguyên âm ngang thì mình có là những cái nào nằm ngang thì là ngang, tức là ô, vô, u, u và ư. Còn cái đứng thì mình sẽ có y, a, da, o, dò. Đó, mình viết lại cho các bạn rồi đó. Bây giờ các bạn nhìn vô đây và các bạn hình dung ra thôi. Phụ âm mà gặp nguyên âm ngang thì mình sẽ có viết từ trên xuống dưới. Tức là những cái phụ âm bên này, mình gặp những cái nằm ngang là cái ở trường hợp số 1 ở trên này nha các bạn. Thì nó sẽ viết từ trên xuống dưới. Mình sẽ có ví dụ cho các bạn nha. Ví dụ như mình có phụ âm là chữ bờ, gặp nguyên âm ngang, mình thích cho là chữ ô đi. Ngang là mình có chữ ô là ngang nè. Rồi mình có phụ âm tiếp theo, mình cho cái nào cũng được hết, bất cực, bất kỳ cực, bất cứ cái nào, trời nói biết lẹo lưỡi luôn, bất cứ cái nào cũng được, miễn là có phụ nguyên phụ thôi. Phụ âm là đầu tiên cứ bóc phụ âm bỏ vô, nguyên âm bóc nguyên âm bỏ vô, tiếp theo bóc cái phụ âm cuối cùng bỏ vô cho mình là xong. Rồi xong phụ nguyên phụ thì mình sẽ có sao các bạn, đầu tiên là viết từ trên xuống dưới thì phụ âm là viết trước, cái nào đọc trước thì viết trước, chữ bờ viết trước, sau đó viết từ trên xuống dưới tới chữ nguyên âm, nguyên âm là chữ ô thì mình viết chữ ô vô, sau đó cuối cùng là phụ âm thì mình viết chữ m vô đó. Mình sẽ viết như thế nào thì mình đọc như thế đó, bờ nè, ô nè, chữ cuối cùng là chữ m nè, thì mình sẽ gọi là bùm bùm bờ ôm ôm bùm 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 là mùa xuân của Hàn Quốc đó các bạn, bùm. Để tiếp theo mình sẽ có một vài ví dụ tiếp theo nha. Ví dụ tiếp theo là mình sẽ có cái chữ như sau, ví dụ như bây giờ mình thích chữ sợ đi, sợ sợ mình sẽ có chữ tiếp theo là chữ ví dụ như mình chữ ư đi, sợ ư. Rồi mình có chữ n đi, phụ âm cuối cùng là phụ âm chữ n,
quan trọng của mình là cái nguyên âm nằm giữa này thôi nè các bạn. Chứ còn mình viết, mình đọc làm sao thì mình viết như vậy. Chữ nào trước thì mình viết trước, nguyên âm nào trước mình viết trước thôi, bình thường thôi. Nè, phụ âm gặp nguyên âm ngang, những cái nằm ngang thì mình sẽ viết từ trên xuống dưới, tức là cái nào trước viết trước. Cái chữ sờ này đầu tiên thì mình viết trước, trên xuống dưới, đường thẳng thôi. Tiếp theo tới chữ ư. Tiếp theo tới chữ n. Nó sẽ là sờ nè. Rồi là ư nè, cộng n. Sờ ư n in. Xin. 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 Xin đứng một mình thì mình không có nghĩa ha. Tiếp theo mình có ví dụ thứ ba cho các bạn luôn. Ví dụ thứ ba là mình sẽ có ví dụ như mình thích chữ cờ đi. Cờ. Rồi mình gặp chữ nguyên âm là chữ ô đi. Rồi mình sẽ gặp phụ âm cuối cùng là chữ bờ đi. Đó, thì mình cứ phụ âm mà gặp nguyên âm ngang thì mình viết từ trên xuống dưới. Ngang là chữ cờ nè. Xong rồi nguyên âm chữ đầu tiên, phụ âm đầu là chữ cờ, sau đó là nguyên âm ngang là chữ ô, thì cứ viết cờ xong rồi viết ô, xong rồi viết cuối cùng là chữ bờ. Viết từ trên xuống dưới cho mình ha. Rồi khi mình đọc thì mình là cờ ô bờ ốp, mình sẽ đọc là cục cục cờ ô bộ ốp cục 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 cục. Đó, rất là đơn giản, các bạn cứ làm như vậy đến hết những cái phụ âm nguyên âm cho mình ha. Đó, cứ ghép bậy bạ, ghép vô, ghép ghép đại, ghép đại, ghép đại, ghép cái nào cũng được, miễn là có phụ âm nguyên âm ngang và phụ âm là xong nè. Tiếp theo mình sẽ đi qua phần cuối cùng, đó là có ngang rồi thì mình sẽ thêm cái phần đứng nữa là xong nha các bạn. Phụ âm gặp nguyên âm đứng và gặp phụ âm cuối cùng, tức là phụ nguyên phụ nhưng mà nguyên âm của mình là nguyên âm đứng. Đứng là những cái nào? Đứng là cái trường hợp số 2 này nè. Những cái nào có thanh nào dài nhất là thanh đứng thì là mình là nguyên âm đứng thôi, rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ viết từ trái sang phải rồi xuống dưới. Từ trái sang phải rồi xuống dưới. Trái sang phải xuống dưới nha. Trái sang phải xuống dưới như thế nào thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Ây da, mũi à. À chà cu. Bị gì trời. Đụng hoài, xin lỗi mọi người nhé. Rồi, mình sẽ có phụ âm, nguyên âm và phụ âm như sau. Mình viết ở trên này nha, viết ở gần gần nó lại bị tắt màn hình nữa. Nè, đầu tiên mình sẽ có ví dụ phụ âm mình có là chữ N. Nguyên âm đứng mình sẽ chọn nguyên âm đứng là chữ A. Và phụ âm cuối cùng mình sẽ chọn là chữ M. Phụ nguyên phụ các bạn cứ chọn trong cái dãy này, hai dãy này là được nha. Rồi, đầu tiên viết từ trái sang phải rồi xuống dưới. Trái sang phải xuống dưới, chữ nào trước viết trước nha. Đầu tiên là chữ N này là trước thì mình viết trước N. Rồi, trái sang phải. Phải đến cái nguyên âm này thì mình viết nguyên âm ra nè. Đó nè, xong xuống dưới. Xuống dưới là cái chữ M này nè. Thì mình nhét cái chữ M này xuống đây. Nó đọc là N A. Mình có chữ cuối là chữ M. Nó đọc là nằm. Nằm. Nam là nam, là con trai của tiếng Việt mình luôn á. Nam, nam là con trai mà. Đó, tiếp tục. Bạn cứ làm như vậy bình thường, không có gì mà rắc rối hết. Các bạn cứ nghĩ bình thường và làm bình thường cho mình nha. Ví dụ thứ hai là mình có chữ sờ. Ví dụ như mình có là phụ âm sờ gặp nguyên âm ngang. Nguyên âm ngang ví dụ như là mình có là chữ ư đi. Ơ chẳng có mặt. Ơ nguyên âm đứng. Xí lộ. Đứng. Tôi bị gì trời. Mày bị gì. Ví dụ như là đứng là mình có chữ o đi. Á chẳng có mặt. Chữ o. Rồi cuối cùng mình có phụ âm cuối cùng là mình chỉ còn chữ N đi. Rồi mình sẽ có là sờ. Viết từ trái sang phải rồi xuống dưới nha. Trái sang phải chữ nào trước viết trước. Sờ. Sang phải mình có chữ O. Viết chữ O vô đây. Và cuối cùng, cái chữ cuối cùng của nó là chữ N thì mình nhét xuống dưới. Đó là sờ, O và N. Thì mình đọc là son. 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 Son là con tàu á các bạn. Son tàu thuyền á các bạn. Nè, mình thêm một ví dụ nữa cho các bạn hình dung cho kỹ hơn nha. Nè, ví dụ cuối cùng phụ âm gặp nguyên âm đứng. Phụ âm ví dụ như là chữ hờ đi. Gặp nguyên âm đứng tiếp theo. Nguyên âm đứng tiếp theo là chữ y. Phụ âm cuối cùng là chữ m. Thì mình sẽ có viết học đọc sao thì viết như vậy. Chữ nào trước viết trước, từ trái sang phải rồi xuống dưới. Hờ. Sang phải là chữ nguyên âm y và xuống dưới là chữ m. H cộng y cộng m, mình sẽ đọc là h i m im him.
khiêm, khiêm là sức mạnh đó mọi người, khiêm. Nè, rất là đơn giản, mọi người cứ làm theo mình chắc chắn là sẽ học được cái bảng chữ cái trong vòng chỉ khoảng 30 phút thôi. Nè, cứ đồng, ủa hôm nay bài này chỉ tới đây thôi nha mọi người, mình sẽ làm tiếp cho mọi người cái video tiếp theo vào bài tiếp theo. Nè, mọi thắc mắc các bạn cứ comment ở bên dưới giúp mình nha. Nè, ủa nên dọn sang giờ kỳ cà xìm nhỉ ta. Nè, xin cảm ơn các bạn. Thậm chí các bạn phải hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh nhau anh kia.